Xin chào tất cả các bạn đã trở lại channel kênh của mình nhé. Thì hôm nay thì ngày chủ nhật, mấy anh em rảnh rỗi rủ nhau đi suối bắt cá. Hiện tại mình đang hút nước để bắt cá trong khe này. Rất là nhiều trạch các bạn ạ. Vừa mới đắp thôi mà trạch chúng tôi đã được tương đối là nhiều rồi. Rồi các bạn có thấy trạch rất là nhiều. Đã được khá là nhiều trạch rồi. Đây, thay đổi. Sau khoảng 2 phút vừa đắp vừa bắt mà chúng tôi được khá là nhiều trạch. Lần như trạch vẫn bị tóm. Hiện tại chúng tôi vẫn đang hút nước và vẫn chưa cạn các bạn. Trong khi chờ đợi nước cạn thì anh em đang đi bắt trạch. Hai cao thủ bắt trạch đây. Đấy. Rất là nhiều trạch. Đây là hai cao thủ người Mường chuyên bắt trạch. Có một con to lắm. Chắc là gì? Chờ rồi nó rồi. Ui dồi, cá trạch to chưa? Đấy. Toàn trạch đây. Đấy, đấy, đấy. Xem cao thủ bắt trạch đây. Ui, sâu bùn quá nhỉ. Nhiều lắm nhưng mà còn rút không bùn thôi. Ngoáy. Sao có? Đấy. Úi. Cái này bới được đấy, chia đi đi. Mới cái này
sâu thôi, trên chỗ mày không có sâu gì nữa. Cái này không có đâu. Cát thôi mà. Đâu, cầm cầm cái máy phanh chỗ kia. Úi giời, máy đặc hết rồi. Cái máy một lúc nổi hết lên đi. Đổ ra bắt lại nhiều không? Tùy thôi. Quay video cho người ta thích xem. Được mày không? Bỏ hết được cái gì chảy vào như thế này thì thôi chị nó thay đây, cứ ném cả bùn vào đấy tí nữa từ... hai con nào thì... mày nó vào hết. Ui ôi, chảy to thế nhở. Đắp bên kia, đắp vào sao được đây này. Chán quá đi. Ui, đéo thua. Nổi nó chỗ này. Chỗ này. Ui, còn khó thế. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Chạch cụ, chạch cụ. Nổi nó chỗ này. Nó ở mỗi chỗ này thôi, bên kia còn đá. Bây giờ lấy đá, đắp vào. Phát chăng. Bây giờ dốt này đi. Cốt kia đi. Bên này còn cát thôi. Bên này có ở đâu. Nó ở mỗi chỗ này đi. Lấy đá, đắp vào đi. Đắp vào xong rồi tát chăng. Con chạch vàng ươm. Mày chết với tao.
Nên rửa quả súp này nhanh hơn đây này. Nó mềm quá mình không thấy được.